Outfit là gì Outfit là sự phối hợp ăn ý khi kết hợp áo quần giày mũ túi sách tạo thành một bộ trang phục hoàn chỉnh trên cơ thể sự phối hợp này thể hiện được phong cách cũng như xu hướng thời trang của người mặc có rất nhiều kiểu outfit khác nhau tùy vào từng hoàn cảnh mà chúng được người mặc sử dụng những loại trang phục khác nhau outfit có thể là đi làm đi chơi đi dự tiệc đi du lịch những điều kiện khi tạo outfit tùy thuộc theo giới tính lứa tuổi làn da phong cách và dáng người mà tạo một outfit phù hợp với cá nhân nói là điều kiện nhưng mà nhiều người muốn tạo phong cách ấn tượng và phá đi những lối phong cách vốn có. Bỏ qua những rào cản này mà mọi người đã tự tạo riêng cho mình một outfit khác lạ và rất nổi bật. Tông xuyệt tông, đây là một outfit được rất nhiều bạn lựa chọn, vì chúng không tạo ra sự hỗn độn trong một set đồ tông xuyệt tông có nghĩa là sự đồng nhất về một màu sắc. Một chiếc áo hồng kết hợp với chân váy hồng cũng là tông xuyệt tông, hay một chiếc dung xuôi đen kết hợp với đôi giày cao gót đen kèm túi sách đen, đây cũng là outfit tông xuyệt tông. Vintage, phong cách cổ điển, outfit này cũng là một xu hướng đang được các bạn trẻ yêu thích. Đó là sự kết hợp các kiểu trang phục và phụ kiện có thiết kế đã được sử dụng trong nhiều năm về trước. Outfit này được các bạn sử dụng nhiều khi chụp ảnh đặc biệt các bộ ảnh cưới. Dê chô, là phong cách kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Các phụ kiện áo quần vẫn mang đậm phong cách cổ xưa, giản dị, hoài niệm nhưng đâu đó toát lên cả outfit nó vẫn rất hiện đại không hề nhàm chán và cũng rất sang trọng, quý phái. Sờ chít que, hay còn được gọi sờ chít style, là phong cách đường phố mang đậm cá tính của người mặc với sự kết hợp giữa các ai item cực chất như áo oversize, quần thụng, phòng cổ lớn, mũ lưỡi chai và những đôi giày thể thao hip hop, tất cả đã tạo nên một outfit trẻ trung, năng động, phá cách. Một số outfit thường gặp. Outfit công sở là set trang phục dành cho những nhân viên văn phòng. Trong môi trường công sở, mỗi nhân viên phải mặc những loại trang phục theo một số quy định tại nơi làm việc hoặc theo những quy định chung dành riêng cho dân văn phòng đó là luôn kín đáo, gọn gàng và lịch sự. Outfit công sở cũng rất đa dạng, mỗi set trang phục riêng cũng thể hiện được cá tính và phong cách mà người mặc đang muốn hướng đến. Đối với nam, thường là áo sơ mi, quần tây, giày, đồng hồ, túi sách đi làm. Theo một số nơi quy định có thêm cả cà vạt. Đối với nữ thì chân váy luôn là item mà các bạn lựa chọn, bởi chúng không những phù hợp nơi công sở mà còn giúp nữ giới được đẹp hơn. Ngoài ra, còn một số outfit rất phá cách đối với những nơi làm việc không quy định chặt chẽ. Bạn có thể kết hợp một chiếc áo sơ mi form rộng cách điệu cùng với một chân váy sẻ tà, kèm thêm một đôi bút sảnh điệu, miễn trung kín đáo và không gây phản cảm cho người đối diện là được. Outfit đường phố Trang phục dạo phố cũng rất đa dạng và cũng tùy thuộc vào những phong cách riêng của cá nhân. Một số loại trang phục mà mọi người thường chọn khi ra đường như áo, áo thun, áo giáp tốt, áo phong rộng, áo ba lỗ, áo hai dây, quần, quần jean dài, quần jean sót, quần sót, quần baggy, quần ống suông, váy, chân váy ngắn hoặc dài, váy suông. Có thể kết hợp thêm các phụ kiện như mũ lưỡi chai mũ rộng vành, giày thể thao, dép xăng đan, giày búp bê. Một số gợi ý kết hợp cho các bạn khi tạo outfit đường phố. Áo thun, quần jean, giày thể thao. Áo thun là loại trang phục được sử dụng rất phổ biến hàng ngày dành cho cả nam và nữ. Chính vì lý do này mà chúng luôn là sự lựa chọn mỗi khi ra đường của mọi người và sự kết hợp hoàn hảo nhất với áo thun chính là quần jean. Đây là một tổ hợp hài hòa nhất cũng như rất dễ dàng phù hợp với hầu hết form dáng người mặc. Outfit này không hề kén người mặc, nếu bạn có cơ thể hơi to lớn bạn có thể chọn một chiếc áo thun có size lớn hơn hoặc oversize cũng được, bởi đa phần chúng đều hợp với quần jean. Và bước cuối cùng đừng quên một đôi giày thể thao đầy năng động và trẻ trung nhé. Áo giáp tốt, quần cạp cao, giày thể thao. Để che đi những khuyết điểm trên cơ thể như lưng ngắn, bụng mỡ hay hạn chế về chiều cao, thì bạn nên kết hợp set đồ dự áo giáp tốt, quần cạp cao với giày thể thao. Áo giáp tốt giúp hách dáng rất thành công, quần cạp cao sẽ che được phần khuyết điểm ở bụng và khi được kết hợp chung với áo giáp tốt thì đấy sẽ là một outfit hoàn hảo mà khi người ngoài nhìn vào sẽ thấy bạn cao hơn so với những loài trang phục khác. Áo sơ mi, quần sót, dép sang đan. Đây là một outfit rất thích hợp cho các bạn nam. Thay vì chiếc áo sơ mi cổ điển truyền thống tại nơi làm việc, bạn có thể mua một chiếc áo sơ mi sọc hay sơ mi có form rộng để kết hợp cùng với chiếc quần sót. Outfit này sẽ giúp bạn trông năng động và trẻ trung hơn. Áo sơ mi sẽ được bỏ ra ngoài quần giúp tạo sự thoải mái mỗi khi sải bước trên đường. Dép xăng đan cũng khiến cho các ngón chân được nới lỏng hơn khi lúc nào cũng phải chịu bức bí trong đôi giày tây tại công sở. Outfit dự tiệc Dự tiệc thường mọi người thích outfit lộng lẫy và luôn muốn tạo sự nổi bật trước đám đông. Đối với nam giới, outfit dự tiệc cũng khá đơn giản, luôn trung thành với chiếc áo sơ mi cùng quần tây. Nhưng khác với outfit công sở, áo sơ mi dự tiệc có thể pha thêm một chút đường nét hoa văn giúp người mặc có sự thay đổi đôi chút với những trang phục thường ngày. Hay thay vì cà vạt, nam giới sẽ dùng nơ để phù hợp với outfit dự tiệc hơn. Đối với nữ giới, Xét đồ dự tiệc rất phong phú, chúng ta có thể tham khảo một số outfit dự tiệc như sau. Váy phòng công chúa, túi nhỏ cầm tay, giày cao gót đính đá, tóc bới gọn cùng tun make up nhẹ nhàng dễ thương. Váy ôm body dài đuôi cá, giày cao gót, túi nhỏ cầm tay, kết hợp cùng tun make up đậm, tun tay hoặc tun uy. Z-Fest cách điệu, giày cao gót, khuyên tai phòng cổ đính đá sáng kết hợp cùng tun make up đậm. Outfit tự do Outfit tự do là xét trang phục không theo một nguyên tắc nào cụ thể hết đó là sự pha trộn ngẫu nhiên hay sự phối hợp theo từng phong cách mà người mặc mong muốn kết hợp để tạo nên một outfit theo sở thích. Có một số loại trang phục thích hợp để tạo nên một outfit tự do như tunic, áo có thiết kế dài qua mông, leather, áo khoác da thích hợp cho cả nam và nữ, blazer, áo khoác có form dài, balloon Slit, áo có tay cánh rơi nhưng hơi ôm phần eo, thường dành cho nữ, biker jacket, chiếc áo làm bằng da có nhiều khóa kim loại và đinh tán, kép, áo choàng không có tay. Tuxedo, áo vest đen dành cho nam, có vạt dài, có túi và được chích eo ở hông. Tăng tốp là những loại áo không có tay như áo hai dây, ba lỗ. Hazempan, chỉ những kiểu quần tương tự Alibaba, phần hông hơi ôm nhưng khi đến xuống mắt cá, quần sẽ được may thụng và lại được ôm tại mắt cá chân. Phờ jean, những loại trang phục có thiết kế tua rua. Outfit mùa đông, những loại trang phục mùa đông thường hay sử dụng là áo len, quần jean, áo dạ, áo khoác len, kèm theo phụ kiện như mũ len, găng tay len, khăn quảng cổ, giày hoặc bút. Gợi ý cho bạn một số outfit mùa đông xinh xắn. Áo len mỏng cổ cao ôm người kết hợp với áo len dày dạng ghi lê, hoàn hảo với chân váy mi đi cùng bút đen ngang mắt cá. Một outfit vừa ấm áp nhưng không kém phần trẻ trung và năng động. Áo len form dài rộng dấu quần kết hợp cùng quần jean ngắn. Một đôi bút cao cổ qua khỏi đầu gối nữa là bạn đã có một outfit cá tính và phích dáng một cách tự nhiên. Một chiếc áo lông cừu bảo vệ cho bạn khỏi cái lạnh rét của mùa đông để giúp bạn trẻ hơn khi sử dụng áo lông cừu thay vì các loại quần dài khác. Chúng ta sẽ kết hợp với quần nỉ có sắc màu tư trẻ như trắng hoặc hồng. Nếu bạn nào có dự định mua áo phao thì chọn mua áo có phong ngắn để tiện cho việc phối đồ hơn. Với outfit cùng áo phao, các item khác càng đơn giản càng tốt nhé. Có thể là quần jean cặp cao hay quần baggy đều ổn cả. Outfit là một thuật ngữ tuy đơn giản nhưng để cập nhật được hết tất cả các outfit thì không đơn giản một xíu nào. Mỗi một người sẽ có những phong cách riêng có cách ăn mặc tùy thuộc vào tính cách cũng như sở thích riêng. Chính vì vậy mà outfit của mỗi cá nhân sẽ không ai giống được hoàn toàn với ai. Còn bạn thì sao? Cùng chia sẻ những kinh nghiệm tạo outfit hoàn hảo của mình với chúng tôi dưới comment nhé. Chúc các bạn luôn xinh đẹp và có nhiều sức khỏe. Hy vọng các bạn thích video lần này. đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Hải Triều nhé.